Hổ Tế, Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết. Tập 39. Vâng, lão đại, nhóm đàn em mài dao lạnh lùng nói. Sau khi gửi tin nhắn, Cao Tử Thành lại lén chụp góc nghiêng của Dương Tiêu gửi cho Lý Minh Trạch. Cậu Lý, cậu biết người này không? Tôi bị anh ta bắt nạt, hình như người này có thành kiến lớn với cậu, chẳng lẽ người đến không có ý tốt? Cao Tử Thành đánh chữ. Người này là ai? Chẳng lẽ là người tên Dương Tiêu kia? Bên trong nhà họ Lý ở Đông Hải, Lý Minh Trạch đang ngồi trên ghế chủ nhà, anh ta nhìn chăm chăm vào bức ảnh chụp khuôn mặt góc nghiêng của Dương Tiêu, trong mắt hiện lên vẻ lạnh như băng. Lý Minh Trạch dừng lại một lúc, anh ta khinh thường nói, cho dù là Dương Tiêu thì thế nào? Rốt cuộc thời đại thuộc về anh đã qua rồi, nếu anh dám tới, vừa đúng lúc tôi sẽ khiến anh và Lý Minh Hiên cùng xung xuôi vàng, có bạn cùng xuông xuôi vàng, hai người sẽ không cô đơn. Cho tới lúc này, Lý Minh Trạch vẫn không để Dương Tiêu vào trong mắt, theo quan điểm của Lý Minh Trạch, cho dù Dương Tiêu tới cũng không thể xoay chuyển tình thế. Như thể vị trí chủ nhà họ Lý ở Đông Hải thuộc về anh ta Lý Minh Trạch, cuối cùng Lý Minh Hiên sẽ biến thành rốt cuộc, sân bay, nhà ga cao tốc, ga một cái xác lạnh. Khi tàu cao tốc đi nhanh, Dương Tiêu nhắm mắt tĩnh dưỡng, tiếp tục tiếp thu tâm pháp tối cao của Long Môn. Chỉ cần Lý Minh Hiên còn sống, đêm nay xử lý xong chuyện nội bộ nhà họ Lý, chuyện tiếp theo sẽ là trận chiến quy định giữa anh và Lucifer. Lần này, anh muốn giết Lucifer, đồng thời xử lý Dương Bân Hàn, hoàn toàn nhổ cỏ tận gốc, tránh gió xuân thổi qua lại mọc lên. Hành khách thân mến, ga đầu cuối của chuyến tàu này sắp đến, phía trước là ga đường sắt cao tốc Đông Hải, xin hãy chuẩn bị xuống xe. 3 tiếng trôi qua trong nháy mắt, tàu cao tốc sắp đến ga cuối. Cộp cộp. Dương Tiêu chẳng thèm nhìn Cao Tử Thành, anh đi về phía lối ra ga tàu cao tốc thành phố Đông Hải. Tên khốn, anh xong rồi, mẹ nó anh chết chắc. Đôi mắt của Cao Tử Thành đầy ớn lạnh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Dương Tiêu. Sau khi rút lời, Cao Tử Thành đi khập khiễng về phía lối ra tàu cao tốc. Đông Hải, đã lâu không gặp. Ra khỏi bu cao tốc Dương Tiêu nhìn lướt qua khung cảnh xung quanh rồi lắm bẩm một mình. Lần cuối cùng anh đến Đông Hải là 5 năm trước, trong nháy mắt 5 năm đã trôi qua. Cậu Cao, cậu Cao. Cao Tử Thành vừa đi khập khiễng ra khỏi ga tàu cao tốc, anh Đông nổi tiếng ở Đông Hải đã khóa chất vị trí của Cao Tử Thành rồi hét lên. Cao Tử Thành tức giận chỉ vào Dương Tiêu, anh Đông, là anh ta, chính là anh ta chơi đùa tôi trên tàu cao tốc, chặn anh ta, mau chặn anh ta, đừng để thằng danh này chạy mất. Là tên nhóc này, dám nhắm vào cậu Cao, các anh em, lấy vũ khí chém chết cậu. Tai anh Đông mạnh mẽ nhìn chằm chằm Dương Tiêu lạnh lùng quát. Vèo 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 on trong phút chốc, 30-40 tên đàn em do anh Đông dẫn theo rút dạo sáng quạc trong xe ra, lao nhanh về phía Dương Tiêu. Giết anh tai! Giết anh tan! Lúc này, 30-40 người trang bị dao pha sáng bóng với vẻ mặt kinh hãi lao về phía Dương Tiêu. Cao Tử Thành này thật sự có chỗ tàu, bên xe đều là trung tâm giao thông, giết người ở đây sẽ gầy ra một sẽ không dễ dàng tha cho thằng nhóc này mà. Xong rồi, nhiều người vây quanh dê mình. Thằng nhóc này xong đời rồi. Nhìn thấy Cao Tử Thành tập hợp một nhóm người đến giết Dương Tiêu ở ga đường sắt cao tốc, rất nhiều người đã bị sốc, họ nhìn Dương Tiêu với ánh mắt đầy sự đồng cảm. Anh Đông đến, Cao Tử Thành vô cùng phân khích, anh ta nhìn chằm chằm Dương Tiêu như được tiêm máu gà, chê nhạo, dám chống lại tôi, danh con, kiếp sau gặp lại tôi đừng kiêu ngạo như vậy nữa. Trong không khí bao trùm sát khí, xem ra hôm nay đã định sẵn giết tứ phía. Nghĩ tới Lý Minh Hiên sống chết không rõ, lại nhìn dáng vẻ ngang ngược của Cao Tử Thành, trong cơ thể Dương Tiêu dâng trào một luồng sát khí rồng như núi lửa phun trào. Giết anh ta cho tôi! Cao Tử Thành tức giận đỏ mặt hét lên. Bị Dương Tiêu đá vào xương bánh chè, cho tới bây giờ Cao Tử Thành chỉ cảm thấy bên trong đầu gối phải tê dại, khiến Cao Tử Thành bừng bừng sát khí với Dương Tiêu. Lúc nãy khi ở trên tàu cao tốc, anh ta không có vệ sĩ đi cùng, chỉ có thể nuốt hận vào lòng. Bây giờ đã ở trên đất Đông Hải, Cao Tử Thành sẽ không nhẹ tay với Dương Tiêu. Anh Đông xua tay quát lớn, nhanh nhẹn lên, chém chê cậu ta cho tôi. Dù gì đây cũng là ga đường sắt cao tốc, người nhiều phức tạp, nên phải, giết Dương Tiêu càng nhanh càng tốt rồi rút lui. Nếu không, bị một số người nhìn chằm chằm, một khi họ bị điều tra, đó xoay sở. Tôi biết ngay Cao Tử Thành sẽ là một rắc rối lớn. Chân động lớn. Giết. Giết. Lúc này, hàng chục tên đàn em nhìn Dương Tiêu như thể đang nhìn chằm chằm vào một con cừu đang chờ bị làm thịt. Một người đàn ông mạnh mẽ đi tới trước mặt Dương Tiêu,
anh ta cười giữ tọn đến mức hưng phần, danh con, đầu của cậu do tôi lấy. Vẻ on vừa rút lời, người đàn ông mạnh mẽ cầm dao pha chém về phía cổ Dương Tiệu một cách quyết. Liệt, chỉ cần có thể đánh chúng, người đàn ông mạnh mẽ đủ tự tin chém cụt đầu Dương Tiêu. Những người muốn giết tôi không biết sống chết, loại nhân vật như con kiến, chỉ anh mà cũng đòi giết tôi. Ánh mắt Dương Tiêu vô cùng lạnh. Nghĩ đến Lý Minh Hiên sống chết không rõ, trên người Dương Tiêu trào ra một cơn giận dữ. Vùi ngay khi con dao pha sáng bóng của người đàn ông mạnh mẽ sắp rơi xuống, tay phải của Dương Tiêu biến thành một bóng mờ, anh lập tức ân vào cổ tay của người đàn ông mạnh mẽ nọ. Anh chợt dùng lực, cùng với một tiếng răng rắc, tiếng xương gãy đột nhiên nổ tung. Người đàn ông mạnh mẽ này không hề ngờ tới kỹ năng của Dương Tiêu lại đáng sợ đến vậy. Anh ta kêu lên, trán đổ mồ hôi lạnh, con dao pha trên tay lập tức rơi xuống dưới. Ánh mắt Dương Tiêu hơi lạnh, anh nhận lấy con dao pha bằng tay phải, tấn công ngang tàng. Phụt vẻ on một bóng mờ lướt qua, trên không trung đột nhiên vút lên một dòng máu tươi. Người đàn ông mạnh mẽ xông đến trước chảy máu tại chỗ. Hít, nhìn thấy Dương Tiêu giết, một người vạm vạ chỉ trong vòng vài giây, võ sô người có mặt tại hiện trường không khỏi há hốc mồm. Không biết bao nhiêu người trợn tròn mắt, bọn họ không thể tin được Dương Tiêu lại giết một người dễ dàng như vậy. Chết rồi, cứ chết như vậy, Cao Tử Thành sợ tới mức toàn thân run lên. Là cậu chủ nhà họ Cao, thủ đoạn của Cao Tử Thành cũng đấm máu và tàn nhẫn, nhưng Cao Tử Thành không ngờ sát khí của Dương Tiêu lại kinh người đến vậy. Lúc này, Dương Tiêu cho Cao Tử Thành cảm giác rằng Dương Tiêu coi mạng sông như cỏ rác, vô cùng lạnh nhạt. Nhìn thấy một tên thuộc hạ của mình bị Dương Tiêu giết chết, anh Đông tức giận, đờ mời dám giết người của tôi thấy thằng danh nhà cậu chán sống rồi. Lên, lên lên lên, chém thằng danh này thành nhiều khúc cho tôi, chém thằng danh này thành thịt băm cho tôi. Chết đi, một người anh em bị giết, nhóm người lao về phía Dương Tiêu. Lúc này, mấy chục người cùng bùng nổ, ánh mắt bọn họ hung hãn, như muốn giết chết Dương Tiêu ngay tại chỗ. Nhìn chằm chằm nhóm người trước mặt, ánh mắt Dương Tiêu vô cùng lạnh lẽo. Vẻ on ngay lúc đám người này lao đến, Dương Tiêu đột nhiên ném dao pha biên thành một bóng mờ rông như. Xâm xét, người đầu tiên chỉ cảm thấy trước mặt có một bóng mờ, lúc tỉnh táo lại anh ta rên rỉ toàn bộ cơ thể ngã xuống đất. Nổ đầu, người này thực sự bị Dương Tiêu nổ đầu. Tên khôn, đưa mạng cho tôi. Một tên to con thây lại thêm một người anh em của bị giết tại trận, trong lòng anh ta đầy tức giận, cầm dao pha xông lên chém Dương Tiêu. Ngay khi con dao pha chuẩn bị chạm vào Dương Tiêu xoay người sang một bên tránh cú đánh nhanh đó. Cùng lúc đó, tay trái của Dương Tiêu nắm lấy cổ của người đó nhanh như chớp. Anh chọt dùng lực, cùng với tiếng răng rắc, người đàn ông to con kia chết ngay trước mắt mọi người. Chết, một người đàn ông to con khác lại xân tới. Anh ta nhanh, Dương Tiêu còn nhanh hơn anh ta. Ngay lúc người này chuẩn bị tới gần Dương Tiêu nắm chặt dao pha của người vừa nãy. Và eo vèo, trước khi dao pha trong tay người đàn ông to con kia rơi xuống, dao pha trên tay Dương Tiêu đã đâm mạnh vào ngực gã kia như một con rông xanh đang ra khơi. Trời a, nhìn thấy Dương Tiêu tiêu diệt bốn người liên tiếp, vô số người có mặt tại hiện trường to lớn kinh ngạc. Muốn giết tôi đúng không? Trước khi giết người, nhất định phải chuẩn bị tính thân. Ánh mắt Dương Tiêu lạnh nhạt lạ thường, anh cầm con dao pha dính đầy máu đỏ tươi, trong cơ thể anh trào ra một luồng khí hung ác mạnh. Khoảnh khắc tiếp theo, thân hình của Dương Tiêu biên thành một bóng mờ, như hỗ xông vào bầy dê. Vẻ on Dương Tiêu cầm dao pha, con dao pha rơi từ trên cao xuống chém về phía người đàn ông to con. Mí mắt của gã to con kia nhảy loạn xã, anh ta lập tức dùng dao pha chặn lại. Tuy nhiên, đáng tiếc là sức mạnh trong cơ thể Dương Tiêu quá mạnh, dao pha trên tay anh ta hoàn toàn không thể chống lại được, với một tiếng vang con dao pha của anh ta gãy nát, và đầu anh ta xuất hiện một vết máu, cả người như mất hết sức lực ngã xuống đất. Giết, có người hét lên từ sau lưng Dương Tiêu. Dương Tiêu cũng chẳng thèm nhìn người này, anh đột nhiên lui về phía sau, thân hình hơi cong, dao pha trong tay lập tức chém về phía sau. Phập, con dao pha nhanh chóng đâm vào ngực người đàn ông. Sống chết không rõ của Lý Minh Hiên đã hoàn toàn kích thích tính hung hãn trong xương của Dương Tiêu. Anh nhìn chằm chằm vào nhóm sát thủ trước mặt như thể đang nhìn chằm chằm vào người đã chết. Vèo 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 vèo. Khoảnh khắc tiếp theo, dao pha trên tay Dương Tiêu biên thành bóng mờ. 1, 2, 10, 30. Giết nhiều, giết đặc, giết địch như mèo đậu phộng. Nhìn đám đàn em của mình lần lượt gục trên vũng máu,
anh Đông được Cao Tử Thành gọi tới bị dọa sợ linh hồn run lên. Nhìn thấy mà khủng khiếp, chưa từng nhìn thấy gì khủng khiếp như vậy. Anh Đông kinh hãi dựng tóc gáy, ông ta thoáng dùng mình, nhanh chóng lên xe nhân ga rồi nhanh chóng chạy trồn khỏi hiện trường. Ông ta hiểu rất rõ, nếu Khối chạy trồn, e rằng sẽ chết dưới tay Dương Tiêu. Kinh khủng, tên nhóc đến từ Đề Đô này thực sự rất đáng sợ. Má ơi, nhìn thấy anh Đông chạy Cao Tử Thành càng kinh hãi hơn. Anh ta lập tức xoay người chạy về. Ẳng, lối ra bên kia, nhưng tiếc là đầu ôi phải của anh ta bị thương, Cao Tử Thành chỉ có thể khập khiếng đi về phía lối ra bên kia. Muốn đi, bây giờ muốn đi, anh không cảm thấy đã quá muộn rồi sao? Ngay khi Cao Tử Thành chuẩn bị chạy chôn, một giọng nói lạnh như băng đột nhiên vang lên. Cao Tử Thành vô cùng kinh hãi, anh ta không biết Dương Tiêu đã đứng trước mặt anh ta từ lúc nào. Cao Tử Thành sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, lúc này anh ta chỉ cảm thấy cổ họng đau rát, anh muốn làm gì? Tôi là cậu chủ nhà họ Cao, anh dám giết tôi. Anh dám giết tôi hả? Lúc này, Cao Tử Thành dùng hết sức hét lên, anh ta trợn mắt, chỉ có thể hy vọng dùng thân phận cậu chủ nhà hỗ Cao chân động Dương Tiêu. Cộp cộp cộp. Đúng lúc này, nhóm nhân viên an ninh đặc chủng tại ga đường sắt cao tốc lập tức đến hiện trường. Nhìn thấy hiện trường có rất nhiều người ngã xuống, nhóm nhân viên đặc chủng đều nhìn về phía Dương Tiêu. Bỏ vũ khí xuống, lập tức đầu hàng. Tên cầm đầu giận dữ hét vào mặt Dương Tiêu. Ngay sau đó, nhóm nhân viên đặc chủng đều cầm vũ khí nhắm vào Dương Tiêu. Như thể nếu Dương Tiêu không bỏ dao xuống, tất cả bọn họ sẽ nổ súng tiễn Dương Tiêu về châu trời. Nhìn thấy sự hiện diện của một nhóm nhân viên đặc chủng, Cao Tử Thành phần khích nói, ha 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 ha. Danh con, nhân viên bảo vệ đến rồi, tôi, ngược lại muốn nhìn xem anh sẽ diệt tôi như thế nào. Không phải anh muốn giết tôi sao? Nào, con mẹ nó anh giết tôi đi. Tại hiện trường có nhiều nhân viên đặc chủng như thế, Cao Tử Thành cười dữ tợn, như thế có nhân viên đặc chủng bảo vệ, Dương Tiêu sẽ không dám làm gì anh ta. Thật sự cho rằng mình có chỗ dựa thì không sợ gì. Thần chết, phụng mệnh giết kẻ xấu. Ngay khi Cao Tử Thành đang dương tự đắc, Dương Tiêu rút lời, thân thể anh như ma như quỷ tấn công Cao Tử Thành một cách nhanh chóng. Thần chết, nghe thấy hai chữ này, nhóm nhân viên đặc chủng có mặt tại hiện trường to lớn đều kinh ngạc. Khi họ tỉnh táo lại, Dương Tiêu đã đến gần Cao Tử Thành, bọn họ muốn ngăn cản tất cả những chuyện này nhưng đã quá muộn. Bắn, mau bắn súng bảo vệ tôi, không, không. Nhìn thấy Dương Tiêu biên thành bóng mờ, Cao Tử Thành kinh hoàng hét lên, anh ta nằm mơ cũng không ngờ tới Dương Tiêu lại dám ra tay diệt người trước mặt nhóm nhân viên đặc chủng. Vút phú tổ dao pha trong tay Dương Tiêu giống như một tia chớp, hai chân Cao Tử Thành bị gãy lìa chỉ ngay tại chỗ. Hai chân bị Dương Tiêu chặt gãy, Cao Tử Thành đột nhiên hét lên như ma quỷ. Láo xược, tên cầm đầu nhìn thấy tình trạng thê thảm của Cao Tử Thành anh ta giận dữ hét lên. Dương Tiêu lấy giấy chứng nhận ra. Tôi nhắc lại, thần chết, phụng mệnh giết kẻ xấu. Nhìn thấy giấy chứng nhận của Dương Tiêu, tên cầm đầu kinh hãi, anh ta cảnh giác bước lên phía trước nhận lấy giấy chứng nhận của Dương Tiêu. Mở ra nhìn thì thấy trên đó viết rõ thân phận của Dương Tiêu. Thật sự là thần chết điện hạ. Sau khi xác định được thân phận của Dương Tiêu, tên cầm đầu kinh hãi không thôi. Giấy chứng nhận này được cập khi Dương Tiêu còn là đội trưởng của đội đặc chiến Đông Phương Thân Ưng. Chỉ là cách đây 5 năm Dương Tiêu đột nhiên xuất ngũ, chứng chỉ này không được trả lại kịp thời, và chứng chỉ này luôn được Dương Tiêu mang theo. Bởi vì nó là một loại vinh dự tối cao, sẽ khiến Dương Tiêu luôn nhớ rằng mình từng là thân chết. Thần chết điện hạ, tên cầm đầu cung kính, lập tức trả lại chứng nhận. Dương Tiêu nói với tên cầm đầu, người này là Cao Tử Thành, cậu chủ nhà họ Cao ở Đông Hải, anh ta cấu kết với tội phạm ngoài vòng pháp luật ở vùng xám Đông Hải hành hung người trên đường sắt cao tốc. Những phân tử ngoài vòng pháp luật này đã bị tôi giết ngay tại chỗ. Cao Tử Thành này giao cho các người. Vâng, thần chết điện hạ, tên cầm đầu cung kính nói. Ánh mắt anh ta lộ ra vẻ kính sợ sâu sắc, bởi vì anh ta biết thần chết có nghĩa là gì. Chân của tôi, Cao Tử Thành sắp ngất đi vì đau. Dương Tiêu lạnh lùng nhìn Cao Tử Thành, ở trên tàu cao tốc anh không trung thực, xuồng tàu cao tốc cũng không trung thực. Nếu đã như vậy, tôi chỉ đành chặt hai chân của anh. Khiến anh hoàn toàn trung thực. Đây là một tên điên giết người, mau nổ súng giết anh ta. Cao Tử Thành đỏ mắt hét lên với nhóm nhân viên đặc chủng. Đáng tiếc nhóm nhân viên đặc chủng nhìn Cao Tử Thành như thể nhìn chằm chằm vào một người chậm phát triển.
Ngay cả thần chết cũng dám xúc phạm, đúng là không muốn sống. Thần chết điện hạ là ai? Đó là lưỡi dao sắc bén của đất nước, vô song trên thế giới. Bảo vệ đất nước của chúng ta, biểu dương uy quọc, một thế hệ kiêu ngạo, có 102 trên thế giới. Dương Tiêu nhìn Cao Tử Thành lạnh lùng nói, biết tại sao tôi không giết anh không? Tại sao? Cao Tử Thành hỏi theo bản năng. Dương Tiêu thờ ơ nói, bởi vì anh còn có chút giá trị, gọi điện thoại cho Lý Minh Trạch nói Dương Tiêu tới rồi, nói cho anh ta biết nếu anh ta lại dám động đến một sợi tóc của Lý Minh Hiên, tôi bảo đảm anh ta sẽ không sống qua đêm nay. Cái gì? Khiến Lý Minh Trạch không sống sót qua đêm nay. Lời tôi nói anh đã nhớ chưa? Dương Tiêu lạnh giọng. Cao Tử Thành vì bảo toàn mạng. Xong, anh ta vội vàng nói, nhớ rồi, tôi nhớ hết rồi. Chết tử tế còn hơn sống ỉ lại, nếu lúc này anh ta dám chọc giận Dương Tiêu, e rằng Dương Tiêu sẽ thật sự dám giết anh ta. Xử lý những người này đi, tôi phải ép đi Ly Đại học Tiêu nói với nhân viên đặc chủng đứng đầu ga đường sắt cao tốc. Tên cầm đầu cung kính nói. Cung tiễn thần chết điện hạ. Cung tiễn thần chết điện hạ, nhóm người đồng thanh hét lên với vẻ mặt kính trọng. Thần chết điện hạ, cậu ta là thần chết điện hạ sao? Chẳng trách cậu ta lại không quan tâm nhà họ Cao ở Đông Hải, xứng đáng là thần chết điện hạ, trừ gian diệt ác, làm tốt làm. Trên đất Đông Hải, không biết có bao nhiêu người đã bị nhà họ Cao nhắm tới, kết cục của Cao Tử Thành bi thảm như vậy, bọn họ sẽ không thèm thông cảm. Cao Tử Thành cũng không do dự. Anh ta cố chống lại cơn đau gọi cho Lý Minh Trạch. Điện thoại của Tử Thành, bên trong biệt thự của nhà họ Lý ở Đông, Lý Minh Trạch nhận được cuộc gọi từ Cao Tử Thành, anh ta trông rất ngạc nhiên. Lúc này Cao Tử Thành gọi cho anh ta làm gì? Do dự vài giây, Lý Minh Trạch chọn trả lời cuộc gọi, Tử Thành, cậu đã trở lại Đông Hải chưa? Đại ca Minh Trạch, tôi bị người ta xử lý. Tôi bị người ta xử lý. Bây giờ, chân của tôi đã bị gã đó chặt mật, cứu tôi. Đại ca Minh Trạch, mau tìm người cứu tôi. Cao Tử Thành kêu lên trước. Dương Tiêu nói anh ta cấu kết với người ở vùng xám Đông Hải, chắc chắn lát nữa anh ta sẽ bị bắt vào tù. Cái gì, Cao Tử Thành bị người ta xử lý? Lý Minh Trạch sững sờ, ở Đông Hải ai dám tấn công Cao Tử Thành? Gã đó không muốn sống nữa hả? Cao Tử Thành lại nói, à đúng rồi hình như người đó tên là Tin Tiêu. Anh ta cầm giấy chứng nhận. Nhân viên an ninh ở đây kính cẩn gọi anh ta là thần chết. Tôi không biết anh ta có phải là thần chết Dương Tiêu mà 5 năm trước chính phủ thông báo xuất ngũ kia không. Anh ta nói, nếu đại ca Minh Trạch lại dám động đến một cọng tóc của Lý Minh Hiên, anh ta cam đoan sẽ khiến anh sống không được chết không xong. Lúc này, Cao Tử Thành đổ thêm dầu vào lửa, anh ta chỉ mong Lý Minh Trạch tấn công Dương Tiêu, diệt Dương Tiêu trả thù rửa hận cho mình. Khiến tôi sống không được chết không xong. Ánh mắt Lý Minh Trạch lập tức ảm đạm. Cao Tử Thành lại hét lên, đại ca Minh Trạch, nhớ tới đưa tôi ran. Tôi biết rồi, Tử Thành cậu yên tâm, tôi sẽ tìm người đến cứu cậu ngay. Lý Minh Trạch trịnh trọng nói. Sau khi nói chuyện với Cao Tử Thành xong, Lý Minh Trạch nói với một người, đi tra xem Cao Tử Thành đã gặp phải chuyện gì. Nếu Cao Tử Thành bị chính quyền Đông Hải giam giữ, bất cứ giá nào cũng phải đưa Cao Tử Thành ra ngoài. Xét cho cùng. Nhà họ Cao là gia tộc quyền lực đứng thứ hai Đông Hải, Cao Tử Thành còn là bạn ăn cho của anh ta. Anh ta muốn ngồi vững vị trí chủ nhà họ Lý ở Đông Hải, ổn định gót chân, không thể thiếu sự giúp đỡ của Cao Tử Thành. Vâng, chủ nhà, người nọ cung kính nói. Bây giờ, trong nội bộ nhà họ Lý Minh Trạch tự xưng là chủ nhà, như thể người đứng đầu nhà họ Lý là một thứ gì đó trong túi của anh ta, điều này đã trở thành sự thật. Sau khi dặn dò xong, ánh mắt Lý Minh Trạch léo lên vẻ lạnh lẽo, thần chết Dương Tiêu, cuối cùng anh vẫn đến sao? Đúng là còn có tình có nghĩa. Tuy nhiên, đây là Đông Hải, đây là địa bàn của tôi, ngoài ra, anh đã sẽ ngủ, trong tay không có thực quyền. Vì tránh có sơ hở, tôi đã sắp xếp trước, chỉ cần tối nay tôi đăng cơ làm chủ nhà anh dám tới, tôi bảo đảm sẽ khiến anh xuống suối vàng. Giờ phút này, trên mặt Lý Minh Trạch tràn đầy hung ác, hoàn toàn không để Dương Tiêu vào mắt. Nếu anh đã phát động binh biến, Lý Minh Trạch đương nhiên cũng đã chuẩn bị mọi thứ. Lần này anh ta có ông lớn hỗ trợ, cho dù Dương Tiêu đên đập. Phá hiện trường, Lý Minh Trạch vẫn có đầy đủ tự tin khiến Dương Tiêu thất bại tràn trề, thậm chí anh ta còn có thể giữ lại mạng chó của Dương Tiêu. Về phần Lý Minh Hiên, chỉ là một nhân vật sắp chết. Nghĩ đến việc Dương Tiêu đe dọa mình, Lý Minh Trạch khinh thường nói, đe dọa tôi. Thật nực cười. Lát sau,
Lý Minh Trạch gọi điện thoại, anh ta sát khí bừng bừng nói, không cần tiếp tục tra tấn. Lý Minh Hiên nữa ồ. Cậu Lý, không cần tra tấn nữa sao? Trong điện thoại vang lên một giọng nói cung kính. Sát khí trong mắt Lý Minh Trạch càng đậm, đúng vậy. Không cần tra tấn nữa, dê luôn đi. Ra lệnh xong, Lý Minh Trạch nhìn ông Lý Minh Dương. Bó, từ lúc Lý Minh Hiên còn nhỏ bố đã coi trọng anh ta, hiện tại Lý Minh Hiên sắp trở thành linh hồn tuyệt vọng rồi, tôi khuyên bố nên ngoan ngoãn hợp tác trong bữa tiệc tôi nay. Nếu bố không hợp tác, tôi cũng không ngại tiên bố về chầu trời đâu. Lý Minh Trạch nhìn chằm chằm Lý Minh Dương nói với vẻ âm hiểm. Ai, Lý Minh Dương tóc bạc cả đầu, thở dài nặng nề. Đúng vậy, từ lúc Lý Minh Hiên còn nhỏ ông đã coi trọng anh. Khi Dương Tiêu hoàn thành bài kiểm tra ở Trung Nguyên, ông đã cử Lý Minh Hiên đến hỗ trợ Dương Tiêu. Nhà họ Lý ở Đông Hải to lớn như này đều do Dương Tiêu hỗ trợ, Lý Minh Dương biết rằng nhà họ Lý có thể rầm rộ như ngày hôm nay không hề dễ dàng. Ông không muốn giao nhà họ Lý ở Đông Hải cho một người có tài mà không có đức. Trên đời này, đức hạnh rất quan trọng, có tài mà không có đức có thể gây sóng gió một thời, nhưng không thể tạo sóng gió cả đời. Lần này Dương Tiêu quyết chiến với nhà họ Khương ở Đề Đồ, ông cùng Lý Minh Hiên dân theo số lượng lớn tình nhuệ đến tiếp viện, không ngờ lúc này. Lý Minh Trạch lại phát động binh biên ở Đông Hải, từ đó nắm quyền khống chế cả nhà họ Lý ở Đông Hải. Khi họ quay trở lại, đã gặp mai phục của Lý Minh Trạch. Nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của Lý Minh Dương, ánh mắt Lý Minh Trạch u ám nói, nề tình quan hệ bố con, chỉ cần tối nay bố ngoan ngoãn phối hợp, sau đêm nay tôi sẽ để ông. Trước sau vẹn toàn an hưởng tuổi già. Nếu không, đêm nay tôi sẽ tiễn bố đoạn đường cuối. Để có được vị trí chủ nhà, Lý Minh Trạch đã hoàn toàn mất trí, anh ta điên cuồng một cách lạ thường. Người làm nên chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết, Lý Minh Trạch muốn dẫm lên xác Lý Minh Hiên lên kế vị, dù cha ruột có cản trở, anh ta vẫn giết anh giết cha mình. Biết nhà họ Lý do ai ủng hộ đi lên không, cậu thật sự đã đánh giá thấp thực lực của điện hạ. Lý Minh Dương chậm rãi nói với vẻ mặt tang thương. Lý Minh Trạch giễu cợt, ông già, bố đang nói tói thân chết Dương Tiêu à? Nói cho bố biết, Dương Tiêu đã là quá khứ, thần thoại thuộc về anh ta đã kết thúc vào 5 năm trước khi chính phủ thông báo anh ta xuất ngũ. Nếu tối nay anh ta dám tới phá, tôi sẽ khiến anh ta rơi xuống vực sâu không đáy. Nếu tôi đã phát động binh biến, thì tự nhiên có chỗ dựa. Ông tốt nhất nên cầu nguyện tên ngốc Dương Tiêu kia đừng tới. Chỉ cần anh ta dám tới, đêm nay sẽ là ngày chết của anh ta. Nghe giọng điệu kiêu ngạo và khắc nghiệt của Lý Minh Trạch, vẻ mặt của Lý Minh Dương ảm đạm như sắp phát ra nước. Ông hiểu rất rõ đứa con trai này của mình là người có tài không có đức, Lý Minh Trạch làm việc luôn cẩn thận, tuyệt đối sẽ không dễ làm ầu. Rốt cuộc người đứng sau ủng hộ Lý Minh Trạch là ai? Chẳng lẽ người đó thực sự sẽ uy hiếp đến sự an toàn của điện hạ? Đồng thời cùng lúc đó, trong một phòng tạm giam ở Đông Hải. Một người đàn ông to con cầm dao pha đi tới chỗ Lý Minh Hiên với nụ ly, giữ tọt. Lý Minh Hiên, cậu Lý muốn anh chết bây giờ, cho nên thật xin lỗi, hiện tại anh chỉ có thể chết. Hai Lý Minh Hiên cả người đầy vết bầm tím cười tự diễu. Con người chỉ chết một lần, hoặc nặng như núi Thái Sơn, hoặc nhẹ như lông hồng, nếu hôm nay anh thực sự sẽ chết ở đây, Lý Minh Hiên cũng không sợ gì cả. Bởi vì anh tin cho dù mình chết, Dương Tiêu biết sớm muộn gì cũng sẽ báo thù rửa hận cho mình. Sắp chết đến nơi, anh còn cười gì? Người đàn ông to con nhíu mày hỏi. Hơi thở Lý Minh Hiên yêu ớt, anh lạnh nhạt nói, Lý Minh Trạch Vân luôn độc ác tàn nhẫn, tốt xấu gì tôi cũng có chút. Ảnh hưởng ở Đông Hải, nếu tôi chết ở Đông Hải, Lý Minh Trạch nhất định sẽ giết các người nhổ cỏ tận gốc, tuyên bố là các người giết tôi. Sau đó... Cậu ta lại phái một số lượng lớn tinh nhuệ đến giết hết các người, thông báo với bên ngoài rằng dê các người là để trả thù cho tôi, từ đó khiến cho bản thân cậu ta có danh tiếng tốt. Tôi biết rõ thủ đoạn của Lý Minh Trạch, chờ sau khi tôi chết, trong mắt cậu ta các người đã hết giá trị. Sắp chết đến nơi, mẹ kiếp bớt làm trò trước mặt tôi, xuống địa ngục đi. Người đàn ông to con cười dữ tợn. Lần này, Lý Minh Trạch đã đưa cho họ 100 triệu tệ tiền thưởng. Chỉ cần họ nghe theo sự điều động của Lý Minh Trạch thì có thể dễ dàng kiếm được 100 triệu tệ. Nhìn chung cả nước, 100 triệu tệ không phải là con số nhỏ. Mặc kệ Lý Minh Trạch có gây dối cho bọn họ hay không, chuyện đó cũng không đáng kê, câu phú quý trong nguy hiểm, vì 100 triệu tệ, họ quyết định mạo hiểm. Nhìn thấy người đàn ông to con quyết định dê mình, Lý Minh Hiên từ từ nhái lại, anh đã chuẩn bị chết.
Chết, người đàn ông to con hét lớn. Vài giây tiếp theo, anh ta nắm chặt con dao sáng bóng đâm vào bụng Lý Minh Hiên. Tuy nhiên, ngay lúc con dao sáng bóng chuẩn bị đâm vào bụng Lý Minh Hiên, đột nhiên cửa phòng tạm giam bị đá tung ra, ngoài cửa xuất hiện bóng dáng lạnh sông lưng của Dương Tiêu. Anh tìm chết, nhìn thấy dao pha cách bụng Lý Minh Hiên chưa tới 10 cm, trong mắt Dương Tiêu chọt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Vài ngay sau đó, thân thể Dương Tiêu như bóng ma lao tới trước. Cạch! Ngay khi con dao pha sáng bóng sắp đâm vào bụng Lý Minh Hiên chưa đầy 1 cm, hai ngón tay của Dương Tiêu đã chạm vào con dao. Anh chọt dùng lực, con dao pha sáng bóng không thể chịu nổi sức lực của Dương Tiêu lập tức bị gãy. Nhìn thấy dao pha của mình bị gãy, mí mắt của người đàn ông to con kia nhảy loạn xạ, ánh mắt anh ta kinh hãi nhìn Dương. Tiêu như nhìn chằm chằm vào ma. Con dao pha bình thường, mà là anh ta đặc biệt tìm người chế tạo ra, cực kỳ cứng cáp. Bị Dương Tiêu dùng lực nhẹ làm gãy, người đàn ông to con thực sự kinh hãi. Điện hạ, Lý Minh Hiên nghe thấy giọng của Dương Tiêu, anh đột nhiên mở mắt ra. Giọng Dương Tiêu nhẹ nhàng vỗ về, xin lỗi, tôi đến muộn. Điện hạ, nghe Dương Tiêu nói thế Lý Minh Hiên cảm động đến mức bật khóc. Một câu xin lỗi tôi đến muộn đã thể hiện mối quan hệ của họ vô cùng tinh tế, điều đó đủ chứng minh rằng Dương Tiêu chưa từng coi anh là thuộc hạ, mà là một người bạn. Nhìn thấy cơ thể Lý Minh Hiên đầy vết sẹo rớm máu, lại nhìn thấy vết thương của Lý Minh Hiên dính đầy muôi, lửa giận của Dương Tiêu tuôn ra như núi lửa phun trào. Giọng nói Dương Tiêu tràn đầy ớn lạnh, đừng nói chuyện, đừng quá kích động, cẩn thận vết thương chảy máu, bọn rác rưởi này giao cho tôi. Mẹ kiếp, dám tự tiện xông vào, danh con, mẹ mày chán xông rồi hả? Vẻ mặt người đàn ông to con dữ tợn, anh ta gầm lên nhìn chằm chằm nửa con dao pha trong tay Dương Tiêu rồi chém mạnh vào người Dương Tiêu. Tuy nhiên, Dương Tiêu đã có ý nghĩ dây anh ta. Bốp, người đàn ông to con kia còn chưa kịp nhìn thấy Dương Tiêu ra tay như thế nào, anh ta đã đập mạnh vào tường phòng tạm giam như một quả bóng da. Phụt, thân thể đập vào tường, lưng bị thương nặng, dưới sức mạnh chấn động kịch liệt, người đàn ông to con nôn ra một ngụm máu. Người đàn ông to con ôm ngực kinh hãi nhìn chằm chằm Dương Tiêu, cậu là ai hay rốt cuộc cậu là ai? Anh ta đã từng nhìn thấy cao thủ, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cao thủ siêu cấp như này. Thậm chí anh ta còn không cảm giác được Dương Tiêu ra tay như thế nào, điều này đã đủ chứng minh rằng. Người này cực kỳ mạnh, tuyệt đối có thể lấy mạng của anh ta bất cứ lúc nào. Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là anh muốn chê nhự thế nào. Dương Tiêu nhìn chằm chằm người đàn ông to con nói với giọng lạnh thấu xương. Nhìn thấy những vết sẹo kinh hãi trên người Lý Minh Hiên, trái tim Dương Tiêu không khỏi run mạnh. Lý Minh Hiên ở trong lòng Dương Tiêu là một người nhã nhặn. Một người nhã nhặn bị tra tấn đến mức này, đã phải chịu bao nhiêu tra tấn. Vì vậy, hôm nay phải báo thù, máu trả máu. Cảm nhận được sát khí trong người Dương Tiêu, anh ta dùng mình dựng đứng tóc gáy, người đâu, mau tới đây, dê cậu ta, người đâu mau diệt cậu ta cho tôi. Đáng tiếc, cho dù anh ta la hét cỡ nào, ngoài cửa vẫn không có tiếng động. Hét, hét mạnh lên, cho dù anh có hét khản cổ, bên ngoài cũng không có ai có thể tới tiếp viện. Dương Tiêu lạnh lùng nói. Cái gì, cho dù anh ta có gào thét cỡ nào cũng sẽ không có quân tiếp viện. Người đàn ông to con nghe xong, anh ta kinh hãi nhìn chằm chằm Dương Tiêu, run giọng nói, những người ngoài cửa kia. Đều bị cậu giết. Ngay sau đó, mùi máu tanh từ ngoài cửa xộc vào. Anh ta đã quen thuộc với mùi máu tanh nồng lạt khi ngửi thấy mùi máu tanh này, người đàn ông to con sợ tới mức suýt chút nữa hồn bay phách lạc. Các người, đáng chết. Trong mắt Dương Tiêu không có chút cảm xúc của con người. Dám tra tấn Lý Minh Hiên đến mức này, cho dù diệt chết đám người này cũng không bất hận. Chết, những người ngoài cửa kia đều đã chết, người đàn ông to con sợ tới mức sắp tè ra quần. Dù Dương Tiêu không trực tiếp trả lời câu hỏi này, nhưng thái độ của Dương Tiêu khá rõ ràng. Nhanh thôi, anh cũng sẽ xuống địa ngục với bọn họ. Dương Tiêu nghiêm mặt nói. Người đàn ông to con sợ hãi chán đổ đầy mồ hôi lạnh. Anh ta vội vàng hét lên, cậu không thể giết tôi, không thể giết tôi là người của anh Đông, tôi là người của anh Đông, nếu cậu giết tôi, anh Đông nhất định sẽ không tha cho cậu. Anh Đông, ông ta là lão đại của các người. Tốt, tôi cho anh thời gian, lập tức gọi lão đại của các người qua đây, vừa lúc tính toán khoản lớn với các người. Dương Tiêu lạnh lùng nói. Chỉ cần người tham gia tra tấn Lý Minh Hiên, Dương Tiêu sẽ không dễ dàng tha cho người đó. Chỉ có giết mới có thể dập tắt nỗi đau mà nhóm người này đã mang đến cho Lý Minh Hiên.
Người đàn ông to con run rẩy, lập tức lấy điện thoại di động ra, vội vàng nói, lão đại, căn cứ bị kẻ địch mạnh đột nhập, các anh em đều chết hết, chỉ còn lại mình tôi. Người này nói bảo lão đại mau đến đây chịu chết, cậu ta nói muốn giết lão đại. Ngoài ra, vừa nãy cậu Lý Minh Trạch gọi điện tới muốn giết Lý Minh Hiên. Tôi đang định giết Lý Minh Hiên thì người này xông vào, trước mắt Lý Minh Hiên vẫn chưa chết. Cái gì, còn có chuyện như vậy? Chờ, bảo tên nhóc đó chờ tôi, con mẹ nó tôi sẽ giết nó. Trong điện thoại truyền đến một giọng nói vô cùng tức giận. Sau khi gọi xong, người đàn ông to con nhìn chăm chăm Dương Tiêu với vẻ mặt hung ác, cậu xong, mẹ kiếp cậu xong đời, lão đại của tôi sẽ tới đây ngay. Dương Tiêu không hề quan tâm đến điều này, anh chỉ cảm thấy có một con chó hung ác đang sủa anh. Vẻ on Dương Tiêu cầm nửa con dao, hai mặt nhìn chăm chú vào sợi dây treo Lý Minh Hiên, dao trong tay phải đột nhiên bắn ra. Lưỡi dao cắt qua sợi dây, cả người Lý Minh Hiên chợt rơi xuống. Dương Tiêu bước lên đỡ Lý Minh Hiên, anh quan tâm hỏi, còn chịu được không? Điện hạ, tôi có thể chịu đựng được. Lý Minh Hiên kích động lạ thường. Được rồi, anh đừng nói chuyện, ổn định vết thương. Dương Tiêu dặn dò. Lý Minh Hiên nghe lời của Dương Tiêu, anh không nói nữa. Tay phải của Dương Tiêu biến thành bóng mờ, chạm vào một xô huyệt quan trong trên người Lý Minh Hiên, ngăn vết thương tiếp tục chảy máu. Phù vùi vút phù vùi đúng lúc này, một chiếc xe van nhanh chóng chạy tới. Hàng trăm bóng dáng sát khí bừng bừng bước xuống xe, tên cảm đâu tức giận hét lên, mẹ kiếp, dám láo xược trên địa bàn của tôi. Lăn ra đây, danh con mẹ nó mau lăn ra đây cho tôi. Lão đại, người đàn ông to con bị Dương Tiêu đá bỏ tới trước mặt người này. Nhìn thấy tên đàn em thân tín của mình mặt mày tái nhợt, người trung niên nhướng mày nói, Đà Long, sao cậu lại bị thương đến mức này? Ai làm? Lão đại, là cậu ta, là cậu ta. Người đàn ông to con chỉ vào Dương Tiêu với ánh mắt oán hận. Là cậu làm, nhìn chằm chằm bóng lưng của Dương Tiêu, trong mắt người trung niên tràn đầy sát khí. Là tôi làm, Dương Tiêu chậm rãi xoay người. Hả, đờ mờ, khi nhìn rõ mặt Dương Tiêu, người đàn ông trung niên sợ tới mức suýt nữa ngã quỳ xuống đất. Người đàn ông trung niên này không phải ai khác, chính là anh Đông vây quanh tấn công Dương Tiêu cùng nhóm đàn em ở ga đường sắt cao tốc. Sao lại là cậu? Anh Đông trợn lớn hai mắt gần như sắp rơi ra ngoài. Con dao của anh ta không phải là một. Ông ta biết rõ Dương Tiêu kinh hãi đến mức nào, cách đây không lâu ông ta bị Cao Tử Thành gọi tới vây đánh Dương Tiêu, ông ta dẫn theo nhóm đàn em, cuối cùng tất cả đều gục trong tay Dương Tiêu. Chỉ có ông ta nhìn tình thế nguy hiểm đã lập tức bỏ chạy, mới thoát khỏi thảm cảnh. Ai dè, không phải oan gia không chạm trán, Dương Tiêu thực sự giết đến hang ổ của mình, cứu Lý Minh Hiên, hiện tại còn muốn nhằm vào ông ta. Dương Tiêu cũng nhận ra người trước mặt, anh khinh thường nói, thì ra là ông. Quỳ xuống cho tôi. Quỳ. Giọng điệu của Dương Tiêu xen lẫn mệnh lệnh, bị Dương Tiêu mắng, hai chân anh Đông đã run rẩy. Lão đại, thằng nhóc này lại dám bảo anh quỳ trước mặt nó. Tôi thấy thằng nhóc này điên rồi, lão đại dê nó, mau ra lệnh cho các anh em giết nó đi. Bịch. Tuy nhiên, ngay khi người đàn ông to con tên A Long đang xúi giục, đầu gối của anh Đông mềm nhũ, ông ta ngang nhiên quỳ xuống đất. Nhìn thấy lão đại của mình đang quỳ trên mặt đất, người đàn ông to con tên A Long bị nghẹn như mắc xương cá, không còn nói ra được nữa. Quỳ, anh Đông, lão đại của anh ta thực sự quỳ xuống trước mặt thằng nhóc này. Điều này, làm sao có thể? Người đàn ông to con tên A Long khó khăn nuốt nước bọt, kinh hãi nói, anh Đông, anh đang làm gì vậy? Thằng nhóc này có đức hạnh gì, có tư cách gì bắt anh quỳ gối trước mặt cậu ta? A Long, con mẹ nó tôi đối xử với cậu không tốt hả? Tôi coi cậu như thân tín, cậu lại hại tôi. Anh Đông suýt bật khóc. Ông ta biết rất rõ thủ đoạn của Dương Tiêu tàn nhẫn như thế nào, nếu bây giờ Dương Tiêu có ý định giết người, không ai trong xô họ chịu nôi một đòn của Dương Tiêu. Cộp cộp. Ngay sau đó, Dương Tiêu đi tới trước mặt anh Đông, anh lạnh giọng hỏi, ông đã biết tội chưa? Biết tội, tôi biết tội rồi. Đại can không, ông lớn, chuyện này không liên quan gì đến chúng tôi chỉ là tên sai vặt, kẻ chủ mưu đằng sau tất cả những chuyện này là Lý Minh Na, chúng tôi chỉ làm theo lệnh mà thôi. Ông lớn, cậu cũng biết nhà họ Lý ở Đông Hải là một trong 10 nhà quyền thế hàng đầu cả nước, có thể so sánh với một nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới, lời của Lý Minh Trạch, tôi nào dám không nghe. Cha tấn cậu Lý Minh Hiên vốn không phải ý của tôi,
Ông lớn, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi cậu Lý. Anh Đông vội vàng nói. Nghĩ đến cả người Lý Minh Hiên đầy những vết sẹo chằng chịt, trong mắt Dương Tiêu tràn đầy sát khí. Mặc dù Lý Minh Hiên đi theo anh chưa lâu, nhưng Dương Tiêu rất hiểu cách làm người của Lý Minh Hiên, thậm chí có thể nói Lý Minh Hiên là áo bông nhỏ tri kỷ của anh ở thành phố Trung Nguyên. Bây giờ Lý Minh Hiên bị tra tấn đến mức này, không cần phải nói Dương Tiêu tức giận đến mức nào. Cảm nhận được sự lạnh lẽo trên người Dương Tiêu, anh Đông vội vàng nói, ông lớn, cho tôi một cơ hội lập công chuộc tội, cho tôi một cơ hội lập công chuộc tội đi, tối nay hai người muốn nhắm vào Lý Minh Trạch đúng không? Vừa hay, bây giờ tôi gọi người tới tiếp quân cho ông lớn. Thật không? Dương Tiêu lạnh lùng nói. Thật, ông lớn, tôi ở thành phố Đông Hải cũng có chút ảnh hưởng, gọi gần 1.000 người cũng không thành vấn đề. Anh Đông vội vàng nói. Gần 1.000 người. Dương Tiêu hơi bất ngờ, anh thật sự không ngờ anh Đông này lại có sức triệu tập lớn như vậy ở Đông Hải. Đêm nay đã định là một đêm không yên, nếu có gần 1.000 người, việc xử lý Lý Minh Trạch sẽ dễ dàng hơn rất. NS Dương Tiêu hơi nheo mắt, nhìn Lý Minh Hiên đang tái nhọt, đến bệnh. Viện trước hay ì à đến địa điểm tiệc tối trước. Đến tiệc tối trước, vẻ mặt Lý Minh Hiên tái nhọt nhưng vẫn tràn đầy quyết tâm. Được, vậy thì đến tiệc tối trước. Dương Tiêu gật đầu. Anh nheo mắt. Sát khí trong lòng Dương Tiêu xông thẳng lên hít cao. Lý Minh Trạch, ngay cả Lý Minh Hiên mà anh cũng dám động. Anh đã chọn nghĩa trang xong chưa? Màn đêm đen kịt bao trùm toàn bộ Đông Hải, những bông tuyết trắng xóa rơi xuống. Đêm nay trận tuyết đầu năm rơi, bông tuyết bay tán loạn, trong không khí có chút se lạnh. Cùng lúc đó, trong khách sạn Chí Tôn, khách sạn lớn nhất Đông Hải, bầu không khí yên bình, Lý Minh Trạch của nhà họ Lý ở Đông Hải mặt mày hồng hào. Anh ta ăn mặc chỉnh tề, những người đến chúc mừng đều là những nhân vật nổi tiếng cấp cao ở Đông Hải. Cậu Lý, chúc mừng, chúc mừng. Một doanh nhân lớn bắt tay nói. Lý Minh Trạch cười nói, ông chủ Lưu khách sáo rồi, ông chủ Lưu vào trong đi. Nhìn thấy Lý Minh Trạch, không biết có bao nhiêu doanh nhân, người nổi tiếng ở Đông Hải tới chúc mừng. Ha 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 ha, tôi đã đoán được trước vị trí chủ nhà họ Lý ở Đông Hải sẽ là của cậu Lý Lý Minh Trạch. Đúng là không ngoài dự đoán của tôi. Khoan hãy nói, đúng như tôi đoán, cậu Lý với Lý Minh Hiên hoàn toàn là một trên trời một dưới đất. Ông Lý đúng là mắt mù lại coi trọng Lý Minh Hiên. Bây giờ cậu Lý vinh dự trở thành chủ nhà, danh xứng với thực. Đúng vậy, cậu Lý tài giỏi, Lý Minh Hiên chỉ là một tên hê trước mặt cậu Lý, không xứng xách giày cho cậu Lý. Bây giờ, chuyện Lý Minh Trạch phát động binh biên không chế toàn bộ nhà họ Lý ở Đông Hải đã lan rộng khắp Đông Hải. Xét cho cùng thì nhà họ Lý ở Đông Hải là gia tộc quyền lực nhất Đông Hải, nhà họ Lý cũng là một trong 10 nhà quyền thế đứng đầu thiên phủ chi quốc, vốn liếng hùng hậu, không phải bọn tôm cá bọn họ có thể so sánh được. Bất kể ai được vinh dự trở thành chủ nhà họ Lý ở Đông Hải, nhóm người trên thương trường này đều đến chúc mừng. Xét cho cùng, không ai trong nhóm người này là kẻ ngô, bọn họ gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiên quỷ, giỏi nịnh hót nhất. Được mọi người khen ngợi, Lý Minh Trạch khá kích động. Anh ta cười đắc ý, mọi người quá khen, mời, mọi người vào trong đi. Lần này anh ta tuyên bố kê vị nhà họ Lý ở Đông Hải, Lý Minh Trạch phát lời mời rộng rãi, chỉ cần có người có máu mặt ở Đông Hải, gần như tất cả đều nhận được lời mời của Lý Minh Trạch. Nhìn thấy sự xuất hiện của rất nhiều người nổi tiếng ở Đông Hải, Lý Minh Trạch vô cùng phân khích. Nhìn quanh Đông Hải rộng lớn, ngoài anh ta Lý Minh Trạch có sức triệu tập này, còn ai có thể chỉ huy nhóm quân hùng này. Giờ phút này Lý Minh Trạch không hề lo lắng, theo quan điểm của anh ta, giờ phút này Lý Minh Trạch đã chết, cho dù Dương Tiêu tới gây chuyện, anh ta cũng không sợ. Như thế tất cả những điều này đều nằm trong dự đoán của anh ta, sẽ không xảy ra sai sót gì. Vui đột nhiên, hai bóng dáng thon dài thăng như kiếm bước xuông từ một chiếc xe ô tô màu đen. Hai bóng dáng này rõ ràng là Dương Tiêu và Lý Minh Hiên. Là chỗ này, Dương Tiêu nhìn chằm chằm khách sạn Chí Tôn, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Ánh mắt Lý Minh Hiên thâm thúy, một luồng sức mạnh vô hình trong xương quét qua mọi hướng. Trước khi đến đây, Dương Tiêu đã giúp Lý Minh Hiên xử lý vết thương, sau khi băng bó xong, Lý Minh Hiên nghiến răng chịu đựng cơn đau dữ dội đến hiện trường. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Dương Tiêu, trong mắt Dương Tiêu, Lý Minh Hiên luôn là một người đàn ông lịch thiệp, nhưng không ngờ, Lý Minh Hiên lại là một người đàn ông cứng rắn chính công. Chảy máu không rơi nước mắt. Đây là lời miêu tả chân thực nhất về Lý Minh Hiên. Hả, Lý Minh Hiên, đờ mò, anh còn chưa chê.
Ngay lúc Dương Tiêu và Lý Minh Hiên chuẩn bị bước vào khách sạn Chí Tôn, một giọng nói cực kỳ bất hòa đột nhiên vang lên. Chỉ thấy một người mặc vest đi giày ra bước xuống từ chiếc Rolls Royce cách đó không xa, dáng người này có phần giống vỏi Lý Minh Hiên, nếu không nhìn kỹ, có thể sẽ thực sự nghĩ người này là Lý Minh Hiên. Nhìn thấy người tới, Lý Minh Hiên nhíu mày, Lý Minh Hồng. Lý Minh Hồng, Dương Tiêu hơi ngạc nhiên. Trong cả nhà họ Lý ở Đông Hải, còn dưới gôi của ông Lý cũng không ít, những người nổi tiếng nhất là Lý Minh Hiên, Lý Minh Trạch và Lý Minh Hồng. Bây giờ, Lý Minh Trạch và Lý Minh Hồng kề vai sát cánh, Lý Minh Hồng coi Lý Minh Trạch sai đâu đánh đó, đứng ở phía đối diện với Lý Minh Hiên. Trước khi đến đây Dương Tiêu đã xác nhận những điều này. Lý Minh Hồng rất khó hiểu, tên Lôi Đông kia làm gì vậy? Không phải anh hai đã hạ lệnh diệt Lý Minh Hiên rồi sao? Lôi Đông, chính là anh Đông mà Cao Tử Thành tìm đến xử lý Dương Tiêu, đến từ vùng xám Đông Hải. Kể từ sau cái chết của Võ Thu Hoàng, Lôi Đông lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai trở thành anh hùng số một Đông Hải. Trong cuộc tranh chấp gia đình này, Lý Minh Trạch đã hứa sẽ cho Lý Minh Hồng rất nhiều lợi ích, Lý Minh Hồng cảm nồng, vì thế đã ủng hộ Lý Minh Hồng lên nằm quyền. Em ba, cậu có chắc là muốn hỗ trợ Lý Minh Trạch không? Nề tình cùng là đồng bào, tôi có thể cho cậu một cơ hội cuối cùng. Lý Minh Trạch nhìn chằm chằm Lý Minh Hồng rồi trầm giọng nói. Vốn sinh ra từ một gốc, sao nỡ thiêu đốt nhiều. Lý Minh Hiên có không ít anh em, hầu hết đều là anh em cùng cha khác mẹ. Cho dù như vậy, xét cho cùng Lý Minh Hồng cũng là hậu duệ của nhà họ Lý ở Đông Hải, Lý Minh Hiên biết Dương Tiêu tới, nhất định sẽ đại khai sát giới. Anh đang cho Lý Minh Hồng một con đường sông, nếu Lý Minh Hồng không trân trọng, thì Lý Minh Hiên sẽ không nhẹ tay với Lý Minh Hồng. Lý Minh Hồng nghe xong, anh ta chê nhạo, cho tôi một cơ hội cuối cùng. Lý Minh Hiên, tuy anh là anh cả trong nhà, nhưng ai sẽ nghe lời anh? Bây giờ anh hai đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ nhà họ Lý, anh cho rằng anh vẫn có khả năng trở mình. Không có khả năng trở mình, anh chắc chắn như vậy, Dương Tiêu trầm giọng nói. Lý Minh Hồng liếc nhìn Dương Tiêu, anh ta chê nhạo, anh là người được xưng là thần chết Dương Tiêu đúng không? 5 năm trước chính phủ thông báo anh xuất ngũ, ở ân 5 năm, bây giờ anh tới đây thì thế nào? Anh cho rằng mình có thể lật ngược tình thế, đừng nực cười nữa. Thời kỳ đỉnh cao của anh qua rồi. 5 năm trước chắc anh đã bị ảnh hưởng nặng nề rồi nhỉ? Nếu không, anh cũng sẽ không đột nhiên xoạt mũi. Ánh mắt anh ta khinh thường nhìn. Chăm chăm Dương Tiêu, như thế ở trước mặt anh ta, Dương Tiêu hoàn toàn không chịu nổi một đòn, chỉ cần anh ta ra lệnh sẽ có thể dễ dàng hạ gục được Dương Tiêu. Chúc mừng anh đoán đúng rồi. Dương Tiêu thờ ơ nói. Lý Minh Hồng liếc nhìn Lý Minh Hiên, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, Dương Tiêu giúp anh chạy trốn đúng không? Có thể trốn thoát thì thế nào? Không cần anh hai tự mình ra tay, tôi cũng sẽ giết chết các người dê như trở bàn tay, còn muốn gây rối buổi tiệc kế thừa vị trí chủ nhà của anh hai, đúng là kẻ ngu năm mon. Người đâu, mau giết hai người bọn họ cho tôi. Nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu và Lý Minh Hiên, Lý Minh Hồng bừng bừng sát khí. Anh ta và Lý Minh Trạch là châu chấu trên cùng một giây, Lý Minh Hồng đương nhiên sẽ không để cho Dương Tiêu và Lý Minh Hiên uy hiếp địa vị của Lý Minh Trạch. Vâng. Cậu Hồng, 10, 20 vệ sĩ phía sau Lý Minh Hồng đồng thanh hét lên. Siết y. Khoảnh khắc tiếp theo, 10-20 vệ sĩ cơ bắp săn chắc phía sau Lý Minh Hồng tấn công Lý Minh Hiên và Dương Tiêu một cách ngang tàng. Cộp cộp. Nhìn chằm chằm nhóm người xông tới, Dương Tiêu bước lên phía trước bảo vệ Lý Minh Hiên. Nhìn đám người ngốc không biết sống chết trước mặt, trong lòng Dương Tiêu bùng lửa giận. Bên trong khách sạn Chí Tôn. Những nhân vật nổi tiếng của các gia đình lớn ở Đông Hải về cơ bản đều đã đến. Vẻ mặt Lý Minh Trạch hông hào, anh ta cảm micro vệnh váo hung hăng nói, hoan nghênh mọi người tới tham dự bữa tiệc do nhà họ Lý ở Đông Hải tổ chức. Sở dĩ tối nay mời mọi người đến đây là để thông báo một chuyện. Bố tôi đã già, có định thoái vị, từ nay về sau, toàn bộ Đông M Hải do tôi kiểm soát. Bó, ông nói đúng không? Dứt lời. Ánh mắt Lý Minh Trạch sắc bén nhìn về phía ông Lý Minh Dương. Vẻ mặt Lý Minh Dương tang thương tái nhọt lạ thường, quyền lực của nhà họ Lý đã bị Lý Minh Trạch khống chế, ông đã mất đi phòng tuyên kháng cự cuối cùng. Bố còn do dự điều gì? Chẳng lẽ không phải? Lý Minh Trạch lại hỏi, lần này giọng nói của anh ta cực kỳ lạnh lùng. Anh ta nhìn chăm chăm vào cha Lý Minh Dương đang mặt mày tái nhọt, anh ta tin chắc lần này Lý Minh Dương nhất định sẽ thoái vị. Nếu không, Lý Minh Trạch sẽ đích thân tiễn lão già trước mặt anh ta về chầu trời.
hai tôi vẻ mặt Lý Minh Dương đầy đau khổ, ông thực sự không ngờ cuối cùng nhà họ Lý ở Đông Hải lại đón chào một cái kê như vậy. Nhìn thấy Lý Minh Dương nói, vẻ hưng phấn trên mặt Lý Minh Trạch càng ngày càng mạnh, như thế anh ta đã ngồi vững vị trí chủ nhà họ Lý ở Đông Hải. Bóp 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 bóp. Tuy nhiên, ngay lúc Lý Minh Trạch đang đắc chỉ, bên ngoài cửa truyền đến tiếng động rất lớn, sự thay đổi bất ngờ chợt sinh ra. Ói in ngay khi Lý Minh Dương đang bị ép tuyệt vọng, thì ngoài cửa khách sạn Chí Tôn vang lên tiếng hét thảm thiết. Tình huống gì? Nghe thấy tiếng hét chói tai, nhóm người nổi tiếng ở Đông Hải lần lượt quay đầu lại, chỉ thấy 10-20 tên vệ sĩ bị đá bay vào trong. Trên mặt của đám người này không có màu sắc, hơi thở yếu ớt, khóe miệng tràn ra vệt máu. Bóp! Sau đó, lại có một bóng người bay vào. Phụt! Ngã xuống đất, bóng người này nôn ra một ngụm máu bay vút lên cao, lúc này cả người anh ta đau đớn tột cùng. Em ba, nhìn thấy bóng dáng này, vẻ mặt của Lý Minh Hệ, thay đổi. Đậu phộng, người này không phải ai khác, chính là Lý Minh Hồng. Nhìn thấy cảnh này, vô số người, trong hiện trường to lớn há to mồm, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Rõ ràng bọn họ không ngờ ngay lúc Lý Minh Trạch sắp trở chủ nhà họ Lý ở Đông Hải, lại có người tới đập phá, Lý Minh Hồng em trai của Lý Minh Trạch còn bị người ta đá bay vào. Lý Minh Trạch lập tức nhíu mày, một luồng sát khí trào ra khỏi cơ thể. Là ai làm, người nào lại can đảm dám gây rồi bữa tiệc của nhà họ Lý? Lý Minh Trạch lạnh giọng mắng. Đêm nay là ngày quan trọng anh ta kế thừa vị trí chủ nhà, lại giảm gây rối trong ngày trọng đại như vậy, đối phương không muốn sông nữa hả? Cộp cộp. Giây tiếp theo, bóng dáng lạnh lùng của Dương Tiêu bước vào khách sạn Chí Tôn trước, theo sau Dương Tiêu là Lý Minh Hiên với vẻ ảm đạm. Nhìn thấy Lý Minh Hiên, trong mắt Lý Minh Trạch lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, hả? Lý Minh Hiên, anh còn chưa chết. Anh ta nhớ rõ, mình đã gọi điện bảo người bên kia giết Lý Minh Hiên, sao Lý Minh Hiên vẫn sống tốt chưa chết? Nhìn thấy Dương Tiêu ở trước mặt Lý Minh Hiên, sắc mặt Lý Minh Trạch tối xâm lại. Anh ta có thể đoán ra được, người đến là thần chết Dương Tiêu. Ôi tuy nhiên, khoảnh khắc khi Lý Minh Hiên bước vào khách sạn Chí Tôn lọt vào mắt mọi người, hiện trường to lớn hoàn toàn sôi sục. Cậu Lý Minh Hiên, cậu ta vẫn giữ chết. Đây là tình huống gì? Đúng vậy, không phải nói Lý Minh Hiên đã chết rồi sao? Tại sao cậu ta lại xuất hiện vào lúc này? Chẳng lẽ Lý Minh Hiên tới đây tranh đoạt vị trí chủ nhà? Tin tức bùng nổ, đây là tin tức bùng nổ. Lý Minh Hiên chưa chết, bây giờ Lý Minh Trạch sắp khó chịu rồi. Nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Lý Minh Hiên, không biết có lậu nhiêu người. Đã bị sốc, gần như, không nói nên lời. Chỉ cần là người có mặt tại hiện trường, tất cả đều hiểu rõ người tài giỏi nhất trong nhà họ Lý ở Đông Hải là Lý Minh Hiên. Lý Minh Hiên có tài có đức, đã được nhiều người ở Đông Hải công nhận. Lý Minh Trạch có tài không có đức, đã đắc tội nhiều người, Lý Minh Trạch kế vị rất nhiều người cảm thấy phiền lòng. Lúc này Lý Minh Hiên xuất hiện, thực sự khiến vô số người kinh ngạc. Lý Minh Hiên, tại sao anh ta vẫn nhú năm chết? Nhóm con cháu của nhà họ Lý coi Lý Minh Trạch là người đứng đầu kinh hãi như thể đã nhìn. Thầy ma! Điện hạ, ông Lý Minh Dương, nhìn thấy Dương Tiêu đi tới, đôi mắt già nua của ông đột nhiên sáng lên. Dương Tiêu bước tới, anh đá mạnh vào ngực Lý Minh Hồng. Hực bị Dương Tiêu dẫm lên ngực, Lý Minh Hồng chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh cuồng bạo tràn vào trong cơ thể, suýt chút nữa làm nát nội tạng của anh ta. Dương Tiêu nhìn chằm chằm Lý Minh Hồng chỉ còn nửa mạng, anh đi lùng n anh đã đoán đúng, năm trước tôi bị thương nặng đã soát ngũ, im lặng 5 năm, thực lực của tôi đã hồi phục 7-8 phần, đối phó với loại tôm cá nhãi nhép như các người chẳng có gì to tát cải. Bị Dương Tiêu dẫm lên ngực, Lý Minh Hồng tái mặt, anh ta rất kinh hãi. Anh ta dẫn theo vệ sĩ quốc tế, nhưng không ngờ, không có ai trong số bọn họ có thể chịu nổi một đòn của Dương Tiêu. Kỹ năng quá khủng khiếp, sát khí quá khủng khiếp. Đây là sức mạnh của thần chết sao? Đây chính là Mr. Yang sao? Đúng là rất khủng bối. Anh là thân chê Dương Tiêu. Nhìn chăm chăm dáng vẻ của Dương Tiêu, trong mắt Lý Minh Trạch lóe lên vẻ oán hận. Dương Tiêu đá Lý Minh Hồng, thân thể Lý Minh Hồng giống như một quả bóng da, bị Dương Tiêu đá văng mây mét, anh ta lại nôn ra một ngụm máu, cả người uế oải đến cực điểm. Dương Tiêu ngẩng đầu nhìn Lý Minh Trạch, anh lạnh lùng hỏi, biết năm đó nhà họ Lý ở Đông Hải thành lập như thế nào không? Biết tại sao nhà họ Lý ở Đông Hải có thể rầm rộ như ngày hôm nay không? Anh muốn nói là một tay anh nâng đỡ sao? Đúng, đúng vậy,
thần chết điện hạ, tôi đương nhiên biết chuyện này. Nhưng vậy thì sao, một đời giang sơn một đời thần, thời đại thuộc về anh đã kết thúc từ lâu rồi. Lý Minh Trạch khinh thường nói. Anh ta đã đoán được trước Dương Tiêu sẽ tới đập phá hiện trường, nhưng không ngờ Dương Tiêu thật sự dám tới đập phá hiện trường. Nếu Dương Tiêu đã tới đây, Lý Minh Trạch phần sẽ không cho Dương Tiêu thê diện. Dương Tiêu cười khây, thật sao? Anh tự tin như vậy, là Lương Tĩnh Như cho anh can đảm đó. Dám chân cháo trước mặt tôi, anh thật sự can đảm. Nhà họ Lý to lớn ở Đông Hải, chỉ cần tôi không gật đầu, ai dám xoán ngôi tranh quyền đoạt vị. Giọng điệu, có lực cuồn cuộn. Uy áp, khí thế mạnh mẽ. Đúng vậy, cả nhà họ Lý ở Đông Hải đều do chính Dương Tiêu nâng đỡ đi lên, nếu không có Dương Tiêu thì sẽ không có nhà họ Lý ở Đông Hải như ngày hôm nay. Anh không gật đầu, ai dám tham lam vị trí chủ nhà họ Lý ở Đông Hải? Anh ta là thần chết Dương Tiêu sao? Anh ta là người năm đó đã nâng đỡ nhà họ Lý ở Đông Hải. Khí chất thật đáng sợ. Lúc này, vô số ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Dương Tiêu, bọn họ bị cảm giác ớn lạnh trên người Dương Tiêu làm chấn động. Tuy nhiên, một số người không biết lại rất ngạc nhiên. Thần thoại về thần chết Dương Tiêu, 5 năm trước chính phủ thông báo anh ta đã xuất ngũ, vô số người suy đoán thần chết Dương Tiêu đã chết. 5 năm sau, thần chết Dương Tiêu lại gây bão lần nữa. Rốt cuộc chuyện này là sao? Rốt cuộc ở giữa đã xảy ra chuyện gì? Nhóm người nhìn nhau, họ thực sự bối rối. Tuy nhiên, nhiều ông lớn doanh nhân ở Đông Hải nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu với ánh mắt sợ hãi, những hình ảnh kinh hoàng và đẫm máu hiện lên trong tâm trí họ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 39.